lại nói, khi Hắc Vũ quân và quân quý tộc chiến đến kịch liệt, âm mưu mới lại đang dục dịch được nuôi dưỡng ở trong Lam Canh Thành, cách ngoài trăm dặm lại là một cảnh tượng khác. Cái gì chứ? Hắc Vũ quân mới đi không bao lâu, chúng ta đã có thành chủ mới rồi. Thông báo, bắt đầu từ hôm nay, sẽ do Vũ Vệ quân thống lĩnh Nã Thụ làm thành chủ của Lam Canh Thành. Thông báo ở đây. Hơn nữa, Nã Thụ, lẽ nào chính là kẻ nổi danh gần đây ở Vương Thành? Là ác mộng đó của quân cược Vương Thành. Người đưa tang ở Long Ẩn Hà, thấy tiền sáng mắt, Thụ. Hay, lúc trước Võ Vệ quân đem Vân Nam Thành soát thành dáng vẻ đó, xem ra chúng ta cũng chẳng có mấy ngày yên ổn nữa rồi. Đừng nói là mấy ngày nữa, ta nghe người khác nói, thực ra Võ Vệ quân sớm đã đến đây rồi, đang xây dựng quân doanh ở Thành Đông. Gì, lẽ nào mảnh đất ở Hoang Thành Đông, ở Thành Đông hay sao? Cái này, mảnh đất này, là do ta bán ra đấy. Đạo doanh mới của Võ Vệ quân. Quân doanh mới dựng xong rồi, thống lĩnh đại phương đột nhiên mang nhiều chảo như vậy đến là làm gì vậy? Hừm, cái này cũng không biết, vừa nhìn đã biết người là xuất thân từ Thanh Tá quân rồi. Không ngờ rằng ngươi thật sự lại bắt đầu sản xuất xà phòng, ta thật sự không hiểu việc đến nước này vì sao ngươi vẫn quan tâm đến những vật chất ngoài thân đó chứ. Lão Trương à, chú không tham gia chủ, chú không làm gia chủ thì không hiểu dầu muối đắt. Tôi nếu như không quan tâm đến vật ngoài thân này, chúng ta lấy đâu ra tiền mà mua mảnh đất này cơ chứ? Mua nhiều pháp khí khôi giáp như vậy chứ? Nhưng được rồi, chú canh ở đây đi, tôi phải đi luyện kiếm đây. Đợi đã, bên ngoài còn có thương đội của Vương Thành đang đợi ngươi đấy. Ngươi đi tu luyện rồi thì ai tiếp đãi bọn họ chứ? Tôi đường đường là chủ của một thành, trực tiếp bàn chuyện làm ăn với thương đội thì mất giá đến mức nào chứ? Chẳng phải vẫn còn Lưu Nghi Chiêu, Lý Hắc Thán đó hay sao? Để bọn họ đi đi. Nói đường hoàng như vậy, thực ra chính là muốn hất tay từ chối để trốn đi luyện kiếm chứ gì. Nhưng mà phần nghị lực và quyết tâm luôn không quên tu hành này, thật đúng là khiến người ta kính phục. Một đêm bạo phú. Thì ra xà phòng là các ngươi phát minh ra à? Ta còn tưởng rằng các ngươi chỉ biết đánh trận thôi chứ. Ngày tháng từng ngày trôi đi trong việc chế tạo xà phòng và bán xà phòng. Người trồng nạc có thể miễn giảm thuế, thu khoản kiểm trường kỳ. Muốn trở thành người sản xuất xà phòng, tiểu hung thú ngươi gặp người không thích, vào công xưởng thực hiện ước mơ của ngươi đi, tuyển nhân công trường kỳ. Luận tính quan trọng của thiết kế cơ sở. Làm thế nào để trở thành cơ kiện cuồng ma, công pháp lên dùng như vậy? Dưới mọi cách, kinh doanh tận tâm của Lã Thụ, mọi thứ đều đang bước vào chính quỹ. Chính là một tháng, cách báo danh tuyển chọn kiếm lô chính thức bắt đầu, Lã Thụ đột nhiên đưa ra một quyết định rất lớn mật. Tiểu Ngờ, anh quyết định rồi. Hả? Chúng ta ngày mai sẽ xuất phát đến Vương Thành. Cái gì, ngươi muốn đến Vương Thành? Tôi định cùng với Tiểu Ngờ, chủ giáo cùng nhau theo thương độ đến Vương Thành. Các người tiếp tục ở lại Lam Canh Thành lưu thủ đi. Mọi người như thường, mọi thứ như thường. Người có biết thời gian và thời cơ các tuyển thủ của kiếm lô vào Vương Thành đều có chú ý hay không? Bởi vì thời khắc tiến vào Vương Thành này có nghĩa là đã bắt đầu rồi. Sau khi kiếm lô bắt đầu còn có kỳ báo danh 3 tháng. 3 tháng này thực ra là kiếm lô cố tình truyền ra để nội bộ và giữa các tuyển thủ chém giết lẫn nhau, đào thải hết những người khác đi. Từng có người chất vấn hành động này của kiếm lô, mặc dù không công bằng, nhưng kiếm lô chủ nhân lại nói, không có tâm đề phòng người thì đừng tu hành nữa. Tu vi càng cao, chết càng nhanh hơn. Kiếm lô ta không nuôi phế vật. Hơn nữa thống lĩnh, tình hình của ngài và tuyển thủ thông thường không giống nhau lắm. Bởi vì việc cá cược này, Võ Vệ quân ở Vương Thành rất có nhiều kẻ thù, trong lòng của ngài cũng phải có chừng mực chứ. Ta đương nhiên là có chừng mực, cho nên lần này là muốn cùng thương đội đi chậm một chút, trên đường vừa hay nhân cơ hội tu hành một chút. Hơn nữa tôi gần đây đều không trực tiếp lộ diện, người thật sự biết vẻ ngoài của tôi ở Vương Thành có lẽ là cũng không nhiều. Thì ra lúc trước ngươi có chủ ý này, xem ra đối với việc bảo mệnh này ngươi đúng là nhìn xa thật đấy.
Đương nhiên, tôi vẫn là luôn nhìn xa trông rộng đó. Thật ra chỉ là muốn lười biếng, chuyên tâm luyện kiếm. Hôm sau, đại vương, chúng ta đã thay ngài chuẩn bị xe ngựa rồi. Và đã mua vị trí, khách hàng ở trong thương hội, xếp hạng tiền ngũ phẩm ở Vương Thành, đảm bảo một đường an toàn. Wow, xe ngựa hoa lệ mà không thiếu sự thấp điệu. Tuấn Mã Anh Tư rạng rỡ. Võ vệ quân chúng ta thật sự là nổi tiếng rồi. Có tên tuổi rồi. Đại vương, ngài hãy để ta cùng ngài và tiểu tổng đến Vương Thành đi. Ta không muốn chia ly với ngài. Câm miệng, buông tay, ta hiện giờ còn chưa đi đâu. Hơn nữa, ta còn có việc chính phải giao phó. Ồ, tóm lại sau khi ta đến Vương Thành, các ngươi cũng tuyệt đối không được thả lỏng. Phải cố gắng nâng cao sản lượng của xà phòng, mò mẫm xem làm thế nào để làm lập nghiệp. Quân phải tiếp tục tuyên truyền xây dựng cơ sở, muốn hưởng phúc thì phải sửa đường. Xe ngựa đi trước. Cuối cùng quan trọng nhất là, nhất định là phải nâng cao cảnh giác. Một khi có kẻ muốn mô phỏng xà phòng và cách làm sơ phòng, không trộm được thì phạt tiền. Không trộm được thì phạt tiền. Nếu vậy trộm được thì sao? Trộm được thì... Cái này ta biết, trộm được phương pháp rồi thì thả hắn đi. Để hắn đi, sao lại để hắn đi nhược cơ chứ, tiện hắn lên đường. Hắc Thán nói rất tốt, việc xây dựng ở những thành thị khác, nếu như có người phá rối làm loạn lợi ích của mọi người, cũng phải kịp thời tiễn bọn họ đi, đã rõ. Được rồi, ta nên đi rồi, Hắc Thán người cũng đừng lằng nhằng nữa. Ta và tiểu ngư chỉ là đi thăm dò đường thôi, đợi xác định không có vấn đề gì sẽ lại gọi các ngươi đến. Ngươi cứ yên tâm tu hành, nói không chừng đến lúc đó còn có thể giúp được việc. Lý Hắc Thán, ngươi nghĩ ta mù hả? Bước xuống cho lão tử. Dạ. Ơi, lại đang tu hành rồi, thật nhàm chán. Sớm biết trước, lúc đến đã mua chút truyện tranh rồi. Nhưng mà lão thụ đến nay để thăng tu vi, chỉ cần thông qua ngồi thiền, tu luyện kiếm mí trong tim, như này thì tiện hơn luyện kiếm thẻ, niệm quyến thẻ ngộ lúc trước không ít. Ơi, thời gian lần này thương đội chúng ta ra ngoài rất là trùng hợp, nếu như một đường thuận lợi, đợi đến Vương Thành có thể nhìn thấy tình hình tuyển chọn của kiếm lô ở Vương Thành. Ta nhớ tất cả kiếm lô đệ tử đều sẽ quay về, cho dù vốn dĩ ở trên chiến trường tranh đấu với nhau cũng sẽ không hẹn mà cùng đình chiến. Đúng vậy, chỉ cần quay về kiếm lô thì đều là sư huynh đệ. Chiến tranh và lợi ích không cắt đứt được tình nghĩa giữa các huynh đệ của kiếm lô. Ơi, làm gì có lời nào lý tưởng như vậy chứ. Tiểu cô nương, ngươi cũng là đến từ Vương Thành, đến nơi đó rồi ngươi sẽ hiểu, kiếm lô chính là một nơi thần kỳ. Nơi như kiếm lô này chưa bao giờ tranh giành lợi ích hết, có thể duy trì được đều là nhờ vào cung phụng tự phát của các đệ tử. Hơn nữa ở trong kiếm lô đều cấm chỉ đem kiếm lô chủ nhân thần hóa, bởi vì cô ấy nói kiếm lô chính là vì giúp cho lão thần vương đánh trận tùy ý tạo ra, không gì tuyệt vời hết. Dày vò như vậy còn phân chia, bệnh thần kinh mới làm loại việc bất lợi thế này. Đúng rồi tiểu cô nương, nhìn y phục và xe ngựa của ngươi, ngươi có lẽ là con cháu của quý tộc, ngươi đến Vương Thành làm gì vậy? Đầu quân cho chủ ra. Con cháu quý tộc lại lên xe ở Lam Canh Thành mà võ vệ quân quản lý. Ta nhớ võ vệ quân lúc trước vẫn luôn ban cho con cháu quý tộc vị trí tuyển chọn kiếm lô. Chân tướng chỉ có một tiểu cô nương, chắc không phải là cô đi tham gia tuyển chọn kiếm lô hay sao?